Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Có bao giờ các cậu xem một bộ phim không nhất thiết phải là cartoon và các cậu cảm thấy thực sự căm ghét một nhân vật phản diện nào đó hay là có ác cảm với nhân vật nào đó hay chưa? Tôi nghĩ là nếu đã xem phim thì chắc hẳn có đôi lần chúng ta đều cảm thấy khó chịu với những nhân vật như vậy. Nhưng mà phản diện thì cũng có phản diện giết, phản diện giáp. Và những nhân vật phản diện đúng là sinh ra họ đã xấu xa, nhưng mà liệu có những giây phút nào họ cũng đáng được yêu quý hay không? Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn luận về chủ đề này nhé. Let's go! Trước hết, nhắc đến nhân vật phản diện là nhắc đến sự xấu xa, đúng không nào? Nhân vật phản diện thường là những người xấu tính, thâm độc và hiểm ác. Chưa bàn về cái nết thì nhan sắc của các phản diện cũng là thứ đáng để nói tới. Cũng có phản diện với nhan sắc đẹp tuyệt vời, và cũng có phản diện với nhan sắc chưa được đẹp lắm, và hầu như các phản diện trong phim đều mang giới tính nam. Đa số các phản diện đều bất chấp làm những việc xấu, những việc trái với đạo đức, với mục đích cuối cùng là để đạt được một mục đích tối cao nào đó của bản thân. Thế nhưng, phản diện chưa hẳn là từ chỉ dùng để gọi một nhân vật xấu xa. Trong các phim về cuộc sống đời thường thì phản diện còn dùng để chỉ những nhân vật xấu tính, đơn giản là tính nết họ rất xấu và điều đó được thể hiện ngay trong phim. Thế đấy, phản diện thì cũng có vô cùng nhiều loại. Thế nhưng để bàn luận thì ngày hôm nay tôi sẽ chủ yếu nói về hai loại, đó là nhân vật tạo ác cảm và phản diện từng là chính diện nhé. Đầu tiên, đó chính là loại nhân vật gây ác cảm. Loại này cũng được xếp vào phản diện do họ thường gây khó chịu cho người xem, cũng như tác động một cách tiêu cực đến mê nói riêng hoặc phim nói chung. Họ chỉ đơn giản là gây ác cảm với những tính nết xấu của mình, chứ còn ở một khía cạnh nào đấy thì họ vẫn có một chút tốt đẹp. Để tôi lấy ví dụ cho các cậu về hai nhân vật điển hình mà tôi muốn nói ở đây là nhân vật Cheyenne trong Doraemon và Buford trong Phineas and Ferb. Như tôi đã nói ở trên thì những loại phim đời thường lấy bối cảnh là cuộc sống hàng ngày hoặc trường học thì phản diện của những bộ này cũng chỉ dừng lại ở mức nhân vật gây ác cảm, chứ cũng chưa đến mức làm những việc xấu xa hay tâm trí có phần không bình thường như một số bộ có yếu tố kỳ ảo khác. Cheyenne và Buford cũng cùng là học sinh và cũng đang theo học cùng với nhân vật chính. Cả Cheyenne và Buford đều mang một phong thái chính xác là của một nhân vật phản diện, đó chính là mặt mũi khá bạo trợn và có giọng nói khá là hung dữ. Cả hai nhân vật này đều là những kẻ bắt nạt. Dù là vậy, nhưng mà tớ thấy những trò bắt nạt của Cheyenne có vẻ quá đáng hơn do luôn đẩy nên là Nobita vào những tình thế vô cùng đau khổ. Còn Buford tuy cũng là kẻ bắt nạt, nhưng dẫu sao thì những trò bắt nạt của nhân vật này cũng chưa được bộc lộ nhiều bằng Cheyenne. Nhưng tớ mới đưa ra ví dụ để cho các cậu thấy ở đây một điều là mặc dù cho những nhân vật này có tính rất xấu và có những việc làm phản ánh rất đúng hiện thực đời sống như bắt nạt học đường hay chế giễu bạn bè, thế nhưng họ lại vẫn được sắp xếp chơi cùng với nhóm main và đôi khi vẫn có những hành động giúp đỡ main hoặc đôi khi cũng là tấu hài ở một số tình huống, khiến chúng mình cũng không biết là có nên ghét nhân vật này hay không vì họ vẫn phần nào có ích cho main và các phi vụ trong phim, nhưng tính nết của họ lại là thứ khiến cho chúng mình phải suy nghĩ lại. Hay để tớ lấy ví dụ nữa, đó chính là nhân vật Seiko. Tuy Seiko cũng không trực tiếp tác động vật lý lên main, thế nhưng cậu lại gây ác cảm với người xem do xấu tính và thường xuyên cô lập Nobita khỏi những cuộc đi chơi chung. Thế nhưng cũng giống như Cheyenne, Seiko nhiều lúc phát huy được tác dụng của mình khi thực hiện các phi vụ, cũng như có những lúc cũng về phe Nobita để trả thù Cheyenne. Đó là một số nhân vật mà tớ quan sát được, cũng như có một chút cảm nghĩ về dạng phản diện gây ác cảm trong phim. Các cậu hãy ghi nhớ những đặc điểm này về họ, để cuối video chúng ta sẽ cùng tổng kết lại nhé. Và bây giờ tớ sẽ nói qua một chút về thể loại phản diện từng là chính diện. Có lẽ loại phản diện này là loại khiến chúng ta nếu không biết thì sẽ ghét cay ghét đắng, chứ không chỉ là cảm giác khó chịu như loại phản diện gây ác cảm phía trên. Loại phản diện này thường xuất hiện trong những bộ có yếu tố hư cấu và hơi ngược đời so với đời thực. Họ đúng kiểu không chỉ đơn thuần là phạm phải những quy tắc sai trái trong xã hội, ví dụ như bạo lực học đường, mà họ còn làm những điều xấu xa hơn thế. Họ bất chấp tất cả, kể cả tính mạng con người, chỉ để đạt được mục đích riêng. Và đương nhiên, họ rất bị ghét vì không chỉ gây ức chế cho người xem bởi những hành động vô cảm của mình, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và thể xác của các main nữa. Ở đây, tớ sẽ đưa ra các ví dụ như sau để các cậu có thể hiểu rõ hơn nha. Đầu tiên là Doofenshmirtz. Khi theo dõi phim, ta thấy Doof liên tục có những phát minh rất vĩ đại, nhưng mà ngược lại, nó lại là để phục vụ cho việc xấu. Thế nhưng, Doof cũng không phải vì xấu xa sẵn trong máu mà ra. Chúng ta đã từng phải chứng kiến một quá khứ đau thương của Doof khi không được đối xử công bằng và phải luôn chịu những lời chê bai, đùa cợt của bạn bè xung quanh, khiến ông dần trở nên xấu xa và luôn mang lòng thù hận rằng sẽ trả thù cả thế giới đầy tội lỗi này. Sau Doof, chúng ta có Snowball.
Snowball là một chú thỏ trắng trong bộ phim The Secret Life of Pets. Snowball được biết tới là thủ lĩnh của một băng đảng thú cưng bỏ hoang và tuy là con vật nhỏ nhất nhưng cũng là con vật xấu xa nhất trong băng. Trước khi trở nên xấu xa như vậy, Snowball cũng đã từng bị bỏ rơi bởi người chủ cũ, bị chai lì cảm xúc nên mới dẫn tới hành động thù hận và muốn trả thù những con thú cưng có gia đình êm ấm khác để có thể thỏa nỗi lòng của mình trong quá khứ. Hay như Martin, bố của Finn trong Adventure Time, ông cũng từng là một người đàn ông của gia đình, cho đến khi mọi chuyện xảy ra khiến ông buộc phải từ bỏ gia đình ấy và trở thành một con người khác hoàn toàn lạnh nhạt với sự đời cũng như với chính con đẻ của mình. Đó cũng là một số ví dụ về loại phản diện trước đã từng là chính diện. Đối với những thể loại phản diện như thế này, chúng ta vẫn phần nào có thể dành tình cảm được do sự đồng cảm về việc mà họ đã từng trải qua, cảm giác bị tổn thương hay từng là một người tốt trong quá khứ chỉ vì biến cố cuộc đời mà họ trở nên tha hóa và xấu xa. So với những phản diện ác từ trong trứng, thì loại phản diện này vẫn còn một chút lương tri. Họ vẫn phần nào nhận thức được hành động sai trái của mình để rồi tự ngẫm lại. Và loại phản diện này vẫn có khả năng biết sửa sai cao hơn loại phản diện ác sẵn. Ở một khía cạnh nào đó, họ cũng phần nào giống kiểu phản diện gây ác cảm do tính cách của họ cũng từ tốt mà trở thành xấu, từ tốt bụng trở thành ích kỷ và hèn mọn. Thế nhưng sâu thẳm trong đó lại là những vết sẹo trong lòng mà họ luôn luôn giữ. Và có lẽ những việc sai trái xấu xa chỉ như một liều thuốc giúp làm dịu đi những tổn thương trong quá khứ mà họ đã phải chịu bằng cách đem đến cảm giác được trả thù, được gây tổn thương ngược lại với những thứ lúc trước đã tổn thương họ. Như vậy là tớ đã nói xong về loại phản diện thứ hai, đó chính là phản diện đã từng là chính diện. Các cậu có thấy điểm gì giống nhau giữa hai loại này hay không? Chính xác, tuy được gọi là phản diện, thế nhưng họ không xấu xa hoàn toàn, họ vẫn có một chút lương tâm nào đó bên trong con người. Đối với loại phản diện gây ác cảm, tuy rằng hành động họ làm là sai trái, thế nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn có được những suy nghĩ tốt và vẫn có những hành động tốt đan xen những cái xấu. Và hơn hết, họ vẫn có cảm xúc, vẫn biết nghĩ đến những người bên cạnh mình và vẫn vui vẻ trong một số trường hợp. Chính vì hai loại phản diện này đều cùng có một chút sự tốt đẹp bên trong nên chúng ta vẫn có thể thông cảm được với họ. Thế nhưng, nhiều khi sự thông cảm này lại làm cho chúng ta khó xử trong việc không biết có nên xí xóa những hành động xấu mà họ đã làm hay không. Ở đoạn này, tớ sẽ nêu lên quan điểm của cá nhân rằng chúng ta thông cảm cho họ do những điều tổn thương mà họ đã từng phải chịu đựng. Thế nhưng, việc nào ra việc nấy, những điều xấu mà họ đã gây nên thì họ xứng đáng phải trả giá. Thế nhưng, họ vẫn có tinh thần biết sửa sai, biết mình đã sai là một điều tốt rồi. Và nếu như có phải trả giá đi chăng nữa, thì tớ cũng nghĩ nên nương tay với họ, giống như một sự nhân từ của chúng ta dành cho những nhân vật phản diện đã từng có những vết sẹo tâm hồn như vậy. Ở một khía cạnh nào đó, họ đáng thương do những tác động ngoại cảnh, nhưng cũng đáng trách do họ đã làm lại điều tương tự với những người xung quanh mình. Qua những hình ảnh nhân vật phản diện như thế này, chúng ta cũng cần suy ngẫm lại về bản thân và cuộc sống. Họ trở nên như vậy là do sự vô cảm của xã hội, do sự thiếu ý thức của một số chúng ta mà ra. Vậy tớ tự hỏi, nếu cuộc sống không có những con người như vậy, thì liệu họ có trở nên xấu xa như bây giờ hay không? Đó mới là thứ đáng suy ngẫm khi nhìn vào những nhân vật phản diện, đáng suy ngẫm về con người, về chính chúng ta và thế giới xung quanh. Dù cho phim là ảo, nhưng những gì được thể hiện trong phim, theo tớ thấy là được liên kết chặt chẽ với đời và nó cũng rất đáng để chúng ta nhìn nhận về bản thân mình. Tuy nhiên bên trên chỉ là một vài ví dụ điển hình, thế nhưng từ hai loại phản diện này cũng thường chiếm phần nhiều trong các bộ phim. Và tất nhiên, chúng ta cũng không thể nào ghét họ hoàn toàn do mọi việc họ làm đều có nguồn cơn của nó, cũng như ít nhất thì họ không xấu xa 100%. Cả hai loại nêu trên đều đáng thông cảm, nhưng tớ hoàn toàn không đồng ý việc lợi dụng những yếu tố dễ gây đồng cảm như vậy để xí xóa những việc làm quá xấu xa của một nhân vật phản diện. Thông thường, cả hai loại phản diện trên đều có những dấu hiệu nhận biết từ ngay trong hành động họ làm, được giới thiệu từ sớm là do họ phải chịu những tổn thương trong quá khứ. Và việc giả sử như không có dấu hiệu nào bộc lộ họ là một trong hai loại ngay từ đầu, mà ngay từ đầu họ luôn thể hiện bản chất xấu xa, độc ác, và bỗng một ngày đẹp trời, họ quay góc 360 độ, được giới thiệu là có quá khứ thương đau một cách bất ngờ và cũng không có tính liên kết nào với những gì mà họ được giới thiệu từ đầu, thì tớ nghĩ thật sự cũng khó mà thông cảm. Ví dụ như tớ nói ở đây, có thể kể đến nhân vật IC trong Win Club. Ngay từ đầu, IC đã thể hiện bản chất xấu xa, máu lạnh của mình khi đã gây ra những tội lỗi tày trời và cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy cô là một trong hai loại như trên cả. Thế nhưng khi sang đến season 8, cô bỗng nhiên quay xe với quá khứ đầy đau thương và đó lại là lời giải thích cho sự xấu xa của cô. Thì tôi nghĩ là trong trường hợp này cũng rất khó để có thể chấp nhận được cú plot twist như vậy.
Và đó là những suy nghĩ của cá nhân tớ về những nhân vật phản diện xuất hiện trong những bộ phim nói chung và cartoon nói riêng. Đối với tớ thì dù ghét hay là thích thì những nhân vật phản diện này cũng là một phần gia vị giúp cho bộ phim trở nên hài hòa hơn trong việc xây dựng cốt truyện. Còn các cậu thì sao? Các cậu có ấn tượng với nhân vật phản diện nào hay không? Nếu có thì hãy comment xuống phía bên dưới để chúng tớ cùng biết nhé. Còn bây giờ thì Way to Way out.